Ba bệnh nhân nhập viện điều trị gồm hai nam và một nữ. Cả ba nhập viện cấp cứu với triệu chứng choáng, đau đầu và nôn ói. Khai thác thông tin từ người nhà và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán có triệu chứng ngộ độc, nghi do uống rễ cây rừng. Một trong ba bệnh nhân thông tin, sau khi uống nước rễ cây rừng tầm 30 phút, cả bốn người đều có triệu chứng choáng, đau đầu và nôn ói. Một người vì chủ quan ở lại lán trại nên đã tử vong. Thì uống choáng đâu mà không thấy gì, mà khi nó bị cái đó là bị nhăn lắm. Nó bị là cũng như mình bị lệnh trăng đào thật không tôi phúc đó mình không biết cái gì luôn mà. Ba bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, lượng độc tố tấn công cơ thể không nhiều nên chưa có biến chứng đến các cơ quan nội tạng khác. Hiện tại, sức khỏe ba bệnh nhân đã ổn định. Thì tùy vào cái loại rễ cây, cái loại chất mà người ta uống vào thì có nhiều mức độ tử vong có, hôn mê có, cũng có những người thì chỉ bị nhẹ nhàng, bị triệu chứng thần kinh, triệu chứng tiêu hóa, thì chủ yếu là theo dõi đường nước và thể độc. Khuyến cáo thì tốt nhất thì người dân tuyệt đối không nên sử dụng các nguồn rễ cây, lá cây hoặc là thực phẩm không rõ nguồn gốc để tránh có tình trạng ngộ độc. Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự sử dụng các loại lá cây, rễ cây không rõ ràng để uống. Nhiều loại có độc tố cao, tùy theo hàm lượng đưa vào cơ thể và thể trạng của mỗi người sẽ gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nhanh.